Theo giới phân tích, nếu Nga là thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream, phương Tây đã ngay lập tức công bố kết quả điều tra. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, những vụ tấn công khủng bố xảy ra cùng lúc trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu mang tên dòng chảy phương Bắc Nord Stream và dòng chảy phương Bắc -2 Nord Stream, khiến dòng chảy khí đốt Nga sang châu Âu bị gián đoạn. Điện Kremlin gọi vụ việc là hành động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Viện Công tố Tối cao Liên bang Nga đã khởi tố vụ án về hành động khủng bố quốc tế làm hư hại đường ống dẫn khí, dòng chảy phương Bắc. Tuy nhiên, Moscow đã không được mời tham gia công tác điều tra về vụ nổ. Một số nước có quyền lợi liên quan đến Nord Stream 2 như Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tuyên bố không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích và mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm đặt mìn phá tuyến đường ống. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả gì. Mới đây, cựu giám đốc cơ quan điều phối tình báo nước ngoài của Estonia kiêm nghị sĩ quốc hội nước này là ông Erik Niai Kross đã đưa ra bình luận về việc các cơ quan tình báo phương Tây không tiết lộ thông tin về thủ phạm vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream. Hãng Bloomberg đã có bài viết dẫn lời chuyên gia này cho biết rằng Moscow không liên quan gì đến vụ tấn công khủng bố tuyến đường ống khí đốt chạy từ Nga sang Đức được đặt dưới đáy biển Baltic. Bloomberg cho biết chính trị gia Estonia nhận định rằng rất có thể một số cơ quan tình báo nước ngoài đã tìm ra bằng chứng xác định những kẻ phá hoại. Nhưng họ có lý do chính đáng để không tiết lộ danh tính chúng nếu thủ phạm không phải là người Nga. Đồng thời, Bloomberg dẫn ý kiến nhận định về vấn đề này của cựu sĩ quan của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, Ronan Mack, người có kinh nghiệm hoạt động liên quan đến Liên bang Nga. Theo chuyên gia Ronan Mack, rất có khả năng các vụ đặt chất nổ phá hoại đường ống, dòng chảy phương Bắc được thực hiện bởi một nhóm nhỏ người Ukraine với sự giúp đỡ của chính phủ nước ngoài. Những lập luận này được chứng minh bằng tuyên bố của chính các chính trị gia Mỹ, ví dụ như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hay nhà báo điều tra nổi tiếng người Mỹ là ông Seymour Hersh. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ tuyên bố rằng ông sẽ không tiết lộ ai đã làm nổ tung đường ống, dòng chảy phương Bắc vì không muốn gây hại cho nước Mỹ, nhưng có thể chắc chắn rằng thủ phạm không phải là người Nga. Còn nhà báo Mỹ từng đoạt giải Pulitzer là ông Seymour Hersh đã công bố kết quả điều tra của mình vào tháng 2 năm nay và chỉ đích danh thủ phạm là Mỹ và được sự che chắn của các đồng minh như Anh, Đan Mạch, Thụy Điển. Ông Hersh dẫn một nguồn tin ẩn danh trong quân đội Mỹ cho biết các thợ lặn của Hải quân Hoa Kỳ đã lợi dụng vỏ bọc cuộc tập trận NATO trên biển Baltic mang tên Baltop 2022 diễn ra hồi tháng 6 năm 2022 để gắn các thiết bị nổ vào hai đường ống dẫn khí Nord Stream. Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Lầu Năm Góc đều tuyên bố phủ nhận sự dính dáng của chính phủ Mỹ tới vụ phá hoại này. Ngày 8 tháng 3 năm 2023, tờ New York Times của Mỹ dẫn nguồn tin tình báo riêng của mình cho biết rằng có một nhóm thân Ukraine nào đó được sự trợ giúp của một số chính phủ nước ngoài là thủ phạm gây ra vụ nổ, còn chính quyền Kiev hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của nhóm này. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.